Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Trịnh Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Thuận, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh và thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Thoại Sơn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trịnh Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri huyện Thoại Sơn về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 5 sắp tới, Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật cùng các nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời báo cáo với cử tri tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang quý 1 năm 2023. Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15 đến nay và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thoại Sơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh đạt được trong quý 1 năm 2023. Cử tri huyện Thoại Sơn mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan tiếp tục có giải pháp căn cơ cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nông dân tỉnh An Giang nói riêng trước những biến động khó lường về giá lúa, giá nông sản, giá vật tư nông nghiệp, có giải pháp thống nhất và đổi mới đối với ngành giáo dục, nhất là có chính sách thu hút nhân tài ngành giáo dục, xem xét lại tính khả thi của việc đổi mới chương trình sách giáo khoa. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng An Giang đã tranh thủ thực hiện tốt việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung cho các công trình giao thông trọng điểm của địa phương như đường tránh Long Xuyên, quốc lộ 91, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh biên giới, tạo môi trường thu hút đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long đang có hai điểm nghẽn là hạ tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân lực. Hạ tầng hiện nay không chỉ là giao thông mà còn rộng hơn là hạ tầng phát triển kinh tế xã hội và kinh tế số. Nguồn nhân lực bắt nguồn từ giáo dục, còn giáo dục bắt nguồn từ phổ thông. Với những tâm tư nguyện vọng của cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hứa sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng với địa phương tháo gỡ để tạo điều kiện cho đồng bằng tiếp tục phát triển nhanh hơn, tăng tốc cùng với các vùng miền khác trên cả nước.